Một ngày yêu nhau, một đời yêu nhau, một đời ghi dấu những ân tình thề hứa ban đầu. Đường đời xa xăm, tình dâng miên man, tình luôn tươi thắm, chưa sắt xiêu tình người đến trăm năm. Xin cho vợ chồng yêu thương đậm nồng như dòng nước trong, đưa nguồn hạnh phúc muôn chung. Xin cho mặt trời sáng mãi lòng người, để mùa xuân đến từ vầng tim thủy chung. Đời yêu nhau, một đời ghi dấu những ân tình thề hứa ban đầu. Đường đời xa xăm, tình dâng miên man, tình luôn tươi thắm, chưa sắt xiêu tình người đến trăm năm. Xin cho người chồng vững bước một lòng, gieo hạt nắng tươi, gia đình êm ấm trong ngoài. Xin cho người chồng xứng đáng một đời người cha gương mẫu, để đàn con kính yêu. Đời yêu nhau, một đời ghi dấu những ân tình thề hứa ban đầu. Đường đời xa xăm, tình dâng miên man, tình luôn tươi thắm, chưa sắt xiêu tình người đến trăm năm. Xin cho vợ hiền mãi mãi trọn niềm, yêu chồng mến con, đem niềm vui lấp ưu phiền. Xin cho từng người suốt quãng đường đời lần theo chân Chúa làm nguồn vui lứa đôi. Xa xăm, tình dâng miên man, tình luôn tươi thắm, chưa sắt xiêu tình người đến trăm năm. Đường đời xa xăm, tình dâng miên man, tình luôn tươi thắm, chưa sắt xiêu tình người đến trăm năm. Đường đời xa xăm, tình dâng miên man, tình luôn tươi. Thank you.
Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu. Cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình, xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Cho chàng dân lo muôn trùng luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Hy sinh đưa dẫn đàn con sống theo tình yêu. Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình, mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho chàng vui quên thân mình, nâng đỡ gia đình, tha thiên hoa. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Xin được trân trọng kính mời các bạn nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.
đến với ý kiến phát biểu của gia đình họ nhà trai với các chầu xin dâu ngày hôm nay ạ. Ngay sau đây, chúng con xin được trân trọng kính mời và chào đón lên sân khấu Bắc Trường Đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai sẽ chính thức có ý kiến với toàn thể quý vị trong nghi lễ vu quy ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác ạ. Vâng ạ, và một tràng vỗ tay thật lớn quý vị ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các quý vị, quý khách đại diện của bên họ nhà gái, chúng tôi lời đầu tiên thay mặt cho đoàn họ nhà trai, chúng tôi trước hết xin có lời chào trân trọng gửi tới quý cụ, quý ông bà, cô bác anh chị cùng toàn thể quý vị họ nhà gái lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quan viên hai họ, giờ đây phái đoàn của nhà trai chúng tôi đã đang hiện diện cùng với quý vị bên họ nhà gái. Đoàn của chúng tôi hôm nay gồm có các đại diện của các cụ, các ông, các bà bên nội, đại diện các cụ, các ông, các bà bên ngoài, cùng với bạn bè của chú rể. Vâng, kính thưa toàn thể quý hội hơn, tất cả là hồng ân Thiên Chúa, nhờ vào ơn phúc lộc của tổ tiên hai gia đình, tuy khác nhau từ cấp giáo họ, giáo xứ, giáo phận, nhưng có cùng một chung một đục mục đích, đó là sinh thành, dưỡng dục, dạy bảo các cháu. Ngày nay các cháu đã đến tuổi trưởng thành, và như lời cổ nhân các cụ đã nói, trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Vâng, và theo xu thế của thời đại hôm nay, các cháu có quyền được tự do lựa chọn. Thời gian các cháu đã gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu nhau suốt thời gian 5 năm qua. Và đặc biệt các cháu đã có ơn Chúa xe duyên, ơn Chúa tác thành. Các cháu đã nhất trí để xây dựng cuộc sống hôn nhân gia đình. Cũng được sự giúp đỡ của hai bên cha mẹ, đặc biệt được sự giúp đỡ của quý cha quản sứ, giáo sứ Hạ Hiệp, cũng như quý cha sứ An Lộc. Quý thầy, các cháu đã được học hỏi giáo lý hôn nhân công giáo. Và cũng vào giờ này ngày hôm qua, cha giám đốc Đại chủng viện Hà Nội đã về nhà xứ Vạn Điểm đây chủ sự dâng thánh lễ hôn phối, ban bí tích hôn phối cho các cháu. Về phần xã hội, cũng đã được các cấp chính quyền thị trấn Lim, huyện Ý Yên, Lam Định cùng với chính quyền xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã làm thủ tục đăng ký kết hôn cho các cháu. Thế là phần đạo, phần đời đã đầy đủ. Hôm nay, cái ngày hôm nay đó là cũng được đã sự nhất trí của hai bên gia đình, đã chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt. Vâng, năm kính thưa toàn thể các cụ, ông, các bà, thưa toàn thể quý hội hơn, 5 năm mới có một ngày mới có một giờ đẹp mà thôi, mà giờ đẹp của ngày hôm nay đã đến. Vậy giờ đây, chúng tôi xin được thay mặt cho đoàn nhà trai cũng như gia đình gia tộc chúng tôi, trước hết chúng tôi có cây dầu thành kính với tổ tiên các cụ, và cũng từ cây dầu thành kính này xin phép các cụ, các ông, các bà họ nhà gái cho chúng tôi được đón cháu gái thay thu để về với gia đình gia tộc chúng tôi. Vâng, một lần nữa xin một đại diện nhận cho chúng tôi cây dầu xin dâu này. Vâng ạ, xin được chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai ạ. Thưa quý vị thân mến, đó chính là những tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của đại diện họ gia đình họ nhà trai. Ngay sau đây cũng là để đáp từ với ý kiến của bác cũng như hoàn toàn chấp nhận với cây chầu xin dâu ngày hôm nay, chúng tôi xin được chào đón ra sân khấu dự hiện diện và ý kiến phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái ạ. Sẽ cùng tiến bước trở về phía sân khấu. Ngay sau đây có những ý kiến đáp từ, xin được trân trọng kính mời bác ạ. Quý cô, quý ông bà, cô dì, chú bác, các vị tân khách quý, các bạn trẻ nam nữ thanh niên, thưa quan viên hai dòng họ, trước hết xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, xin tri ân tổ tiên của hai cháu. Mọi thủ tục và nghi thức theo tinh thần công giáo đã được giáo xứ đôi bên lo liệu và ban thánh lễ hoàn hảo. Về phương diện xã hội, được chính quyền địa phương hai tỉnh đã công nhận và làm thủ tục đăng ký kết hôn cho các cháu theo luật của xã hội. Với sự quan tâm vun đắp của đôi bên gia đình,
hai dòng họ xưa tìm hiểu của các cháu đến ngày hôm nay nữa là chín mùi. Ngày hôm nay con đi thọ trai có cái cây dầu lên kính tổ tiên và xin đón râu. Thay mặt cho con là gái, tôi xin công nhận và chấp nhận lễ vật này cho gia đình ông Bảo Thiệu cũng như cho con thọ trai. Xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, xin mời hai bác sẽ chính thức chào gửi với chân chào xin rong ngày hôm nay ạ. Trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Vâng ạ, xin được chân thành cảm ơn hai bác rất nhiều. Và chúng con cũng xin được kính mời hai bác xuống xe sở về với vị trí danh dự của mình để tiếp tục với nghi lễ vô quy ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, những ý kiến phát biểu về các chầu xin dâu thì cũng đã được vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái chúng tôi hoàn toàn chấp thuận. Và kể từ ngày hôm nay thì thông gia của hai nhà đã thành một. Hai bên gia đình của chúng ta sẽ chính thức trồng cây chung và chắc chắn sẽ được cùng hưởng trái ngọt. Chúng tôi mong muốn rằng các cụ, các ông, các bà của đôi bên gia đình chúng ta sẽ cùng tiếp tục vun đắp cho hạnh phúc và tình yêu của cô dâu Thanh Thu cũng như chú rể Nguyễn Thắng để họ sẽ có một nền tảng tương lai vững chắc, một hạnh phúc hoàn toàn viên mãn với những lời chúc phúc của toàn thể quý vị. Và một lần nữa xin dành những tràng pháo tay thật lớn quý vị để chúng ta được chúc mừng tình thâm gia của đôi bên gia đình ngày hôm nay ạ. Tôi một tràng pháo tay thật lớn ạ. Kính thưa quý vị, những cử chỉ biết ơn chú rể của chúng tôi đã cúi đầu để cảm ơn tất cả những tấm lòng tình cảm của mình. Quý vị có thể thấy rằng hôm nay anh đang diện trên mình một bộ vest phục vô cùng đặc biệt trong ngày cưới và bó hoa tươi thắm nhất của cuộc đời mình cũng đã được cầm sẵn trên tay rồi. Ngay giờ phút này, chúng con xin được trân trọng kính mời cha mẹ của cô dâu sẽ hướng dẫn cho chú rể Nguyễn Thắng trở về phía trong tư gia của gia đình. Trước tiên là để đón cô dâu, sau đó hai bạn sẽ cùng với cha mẹ trở ra phía bàn thờ của gia tiên chính thức có những nén nhang thơm thành kính. Xin được trân trọng kính mời ạ. Em hôm nay là cô dâu, đi bên anh thật vui sao. Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Đặt trên con nguyện danh cha cả sáng nữa cha chỉ đến đi cha thể ngày dâm thực hàng ngày mà tha nam dỗ nhưng kêu chúng con cho cõi sự dư. Amen. Mến và như vậy là cô dâu và chú rể của chúng tôi đã thành kính dâng hương trước bàn thờ Thiên Chúa và bàn thờ của Sa Tiên để cảm ơn hồng ân Thiên Chúa cũng như đa tạ cảm ơn hồng phước của tổ tiên đã mang hai bạn đến với nhau. Và ngày phút giờ phút này đây thì cô dâu và chú rể của chúng tôi đã sẵn sàng trở ra sân khấu để ra mắt tới toàn thể quý vị rồi. Xin quý vị sẽ dành cho họ những tràng pháo tay thật lớn nồng nhiệt hơn nữa để cùng chào đón cặp đôi đẹp nhất, sang ngời nhất, hạnh phúc nhất trong ngày vui hôm nay trở về với sân khấu của gia đình ạ. Ngày hôm nay cùng với bó hoa tươi thắm nhất của cuộc đời mình. Và trước tiên ở phía trong nhà thì chú rể cũng đã trao hoa cho cô dâu rồi. Nhưng khoảnh khắc đó thì quý vị chúng ta chưa được đón nhận đúng không ạ? Ngay giờ phút này xin mời chú rể sẽ chính thức trao hoa cho cô dâu trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị một cách chân thành nhất ạ. Vâng ạ, xin mời hai bạn sẽ quay mặt vào nhau, sẽ cùng trao cho nhau bó hoa tươi thắm nhất của cuộc đời mình. Thưa quý vị thân mến, và một tràng pháo tay thật lớn quý vị để chúc mừng hạnh phúc cho họ. Ngày hôm nay chú rể trao hoa cho cô dâu, trao tất cả những điều tươi thắm thật
thật tuyệt vời nhất cho người vợ mà anh sẽ yêu thương suốt cuộc đời này, thực sự tươi đẹp và có ý nghĩa. Bởi vì thế mà ngày hôm nay đây, cô dâu và chú rể của chúng ta, họ đã nguyện ước được bên nhau suốt đời, và nguyện ước của họ thì cũng đã được hồng ân Thiên Chúa ban phước, và đôi bên chính quyền địa phương cũng như gia đình đã công nhận hai bạn kể từ ngày hôm nay, kể từ giây phút này sẽ là vợ và là chồng của nhau. Kính thưa quý vị thân mến, và có lẽ trong khoảnh khắc thật đẹp này, giờ phút này liên tục với nghi lễ vô quy, chúng con cũng xin được chào đón ra sân khấu sự hiện diện của hai người mẹ thân sinh do cô dâu và chú rể ngay sau đây sẽ cùng trở ra phía sân khấu chính thức thực hiện với nghi lễ trao nón cưới. Xin được trân trọng kính mời hai bác ạ. Đó chính là một biểu tượng vô cùng quen thuộc của người phụ nữ Việt Nam tần tảo sớm hôm. Và ngày hôm nay, một bên của dây nón đã được gia đình họ nhà trai chúng tôi thắt rồi. Còn bên dây nón còn lại ạ, xin được trân trọng kính mời người mẹ thân sinh do cô dâu Thanh Thu sẽ chính thức đăng nón cưới hạnh phúc ngày hôm nay, cũng như sợi chỉ hồng chính thức xe duyên cho cô dâu và chú rể kể từ đây và mãi mãi về sau ạ. Xin được trân trọng kính mời hai bác ạ. Sân khấu và hãy gửi cho gia đình chúng tôi ngàn lời chúc phúc và những tràng pháo tay của quý vị ạ, sẽ thay cho những tiếng pháo chúc mừng hạnh phúc ngày hôm nay ạ. Xin được chân thành cảm ơn rất nhiều. Vâng ạ, hai người mẹ vô cùng xinh đẹp và hạnh phúc của chúng tôi lúc này đang trao gửi cho nhau những tình cảm trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Và sau khi đã đan nón cưới, chúng con đề nghị hai bác ạ, chúng ta sẽ cùng vòng chiếc nón ra đằng sau đầu của cô dâu, sẽ che chở và chúc cô dâu kể từ đây và về sau hai mẹ cũng đã chính thức trở thành hai người mẹ của cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời ạ. Thưa quý vị thân mến, hai người mẹ giờ phút này cũng đã chính thức che chắn chiếc nón lá ngày hôm nay. Hai mẹ cũng sẽ luôn luôn yêu thương cô dâu và chú rể, coi dâu hiền thì như gái, rể hiền thì như con trai, và mong rằng tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng dành những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng cho khoảnh khắc thật đẹp của gia đình chúng tôi ạ. Xin được chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng con xin được trân trọng kính mời lên sân khấu sự hiện diện của ông ngoại cô dâu Thanh Thu sẽ cùng trở về với trung tâm sân khấu của chúng con, cùng trao gửi tới cô dâu và chú rể những món quà thật đặc biệt và ý nghĩa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông ngoại sẽ cùng trở ra sân khấu ạ. Cô dâu và chú rể có thể nói là rất vui mừng khi được chào đón lên sân khấu sự hiện diện của ông ngoại. Một hình dáng vô cùng khỏe mạnh và hạnh phúc cũng đã trao gửi tới đất cháu của mình những điều tuyệt vời, và xin được trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa các vụ quan viên hài hòa cùng toàn thể hội hôn, khi hai cháu yêu nhau thì tôi không biết tôi mới hỏi anh không là người cháu nói chồng người cháu, cháu lại bỏ nó tên chưa chết, chết sao lâu tây thì ai đi à? Bóng ơi, nhưng mà cháu bỏ không hà đâu mà là Hà Tây, tức là bây giờ là thủ đô Hà Nội, rất là phấn khởi vui mừng. Đúng là hai cháu mà yêu nhau là đây là kỷ pháp Thiên Chúa, cho nên có đời nào mà cái Hà Tây Hà Nội thì có thiếu gì con gái đâu, mà ở đây thì xa xôi như thế này. Thế thì bây giờ thì xin báo cáo với các bố này, bây giờ già rồi đọc thì nó cũng đấm lộn, cho nên phải viết rồi đấy, còn chắc ăn cháu cụ xuống gần gần với em cái gì cháu cụ gần gần lui 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 gần cụ xuống thủ đô con gái thiếu gì làm mối cho hai người đấy thôi. Cháu thu vạn điểm xa xôi, ai ngờ hai cháu lên đôi vợ chồng khá là hôn nhau đúng không? Lâu rồi à, Thảo. Quan trọng hơn nhau đứng từ trước. Cháu Thu giờ là gái lập lâu, đi xin về hỏi nhẹ nhàng nước ta, yêu thương cha mẹ ông bà, cô thì chú bác họ hàng nhau. Điều ông rằng cháu đừng quên,
mới chồng tình cảm yêu thương bằng lòng. Có chồng muốn có con bồng thì phải thành chồng không có con trai. Không mong cô gái hay gian nói chung gọi là chẳng ai không mừng. Chúng ta xin được chân thành cảm ơn những tình cảm thật tuyệt vời và bao la của ông ngoại ngày hôm nay đã dành tới cô dâu Thanh Thu cũng như chú rể Nguyễn Thắng, những điều có thể nói rằng vô cùng tuyệt vời và ý nghĩa. Xin được chân thành đón nhận cũng như cảm ơn với món quà tình cảm của ông ngoại rất nhiều ạ. Chúng con xin được chúc cho ông sẽ luôn luôn mạnh khỏe và bách niên dai lão. Một tràng pháo tay thật lớn quý vị ạ, để cảm ơn ông ngoại rất nhiều ạ. Đón nhận tình cảm của ông ngoại ạ. Và xin được trân trọng kính mời ông sẽ cùng nắn lại với sân khấu để cùng ghi lại những cô dâu và chú rể những bức ảnh ý nghĩa nhất trong chào đón lên sân khấu. Nhưng món quà tiếp theo và món quà thật đặc biệt ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời có thể nói rằng những đấng sinh thành cả một cuộc đời không quản ngại vất vả gian nan để nuôi con khôn lớn trưởng thành, cũng chỉ mong muốn rằng các con sẽ khôn lớn trưởng thành, sẽ được xây dựng mái ấm hạnh phúc gia đình yêu thương. Ngày hôm nay thì cha mẹ đã thỏa nỗi lòng khi chứng kiến hạnh phúc của con dâu và chú rể đang ngập tràn trong vòng tay yêu thương của đôi bên gia đình cũng như toàn thể quý vị. Xin được cảm ơn quý vị đã trở về đây cùng chứng kiến những phút giây hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Và ngày hôm nay thì bố mẹ thân sinh sang cô dâu cũng có những món quà kỳ và thật ý nghĩa để trao gửi tới hai bạn. Xin mời hai bạn chúng ta sẽ trân trọng đón nhận và luôn luôn ghi nhớ từng khoảnh khắc những công ơn trời biệt của những đấng sinh thành. Chúng con xin được thay lời chào đôi bạn trẻ xin được trân trọng đón nhận cảm ơn tình cảm của cha mẹ rất nhiều. Xin được chúc cho cha mẹ sẽ luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc, luôn luôn là chỗ dựa tinh thần cho các con và các cháu mai sau ạ. Xin được chân thành cảm ơn rất nhiều. Người ơi là người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vâng ạ, mong rằng những món quà ngày hôm nay của cha mẹ sẽ là giao vốn để cho các con có thật nhiều may mắn và thành công trên bước đường tương lai sắp tới. Và một lần nữa thì thay lời cho cô dâu và chú rể, chúng con xin được chân thành cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn cha mẹ đã luôn luôn chắc chiu tháng ngày để cho chúng con có được ngày vui hạnh phúc hôm nay. Ra nước ngoài ngày hôm nay ạ, thì cha mẹ của cô dâu vô cùng hạnh phúc khi được đón nhận một người con rể vô cùng hiếu thảo cũng sẽ trở về với gia đình. Và mong rằng cô dâu Thanh Thu của chúng tôi sẽ là một hạt giống quý để ươm mầm tại gia đình họ nhà trai. Mong rằng các cụ con các bà của gia đình họ nhà trai luôn luôn yêu thương cô dâu Thanh Thu của chúng tôi như con gái trong gia đình và luôn luôn dành những điều tuyệt vời nhất cho cô dâu và chú rể. Và đó là những mong muốn của những đấng sinh thành ngày hôm nay và cũng như là những mong muốn mà bố mẹ trao gửi tới cô dâu ạ. Hai bạn hãy luôn luôn yêu thương nhau, chăm sóc cho nhau và sẽ hãy cùng nhau đồng lòng đồng sức để vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống. Xin được chúc mừng cho đại gia đình ngày hôm nay. Liên tục với chương trình trao quà thì ngay giờ phút này đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu chị gái và anh rể Xuân Thành. Và chính là chị gái và anh rể của cô dâu Thanh Thu sẽ cùng trở về sân khấu để trao gửi những món quà tới cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời.
vị thân mến, những người chị em gái thân thiết luôn luôn gắn bó cùng nhau từ thời ấu thơ tới giờ phút này đây. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt với cô dâu, thì những người chị em gái thân thiết ruột thịt trong gia đình cùng với các anh rể cũng có những món quà để trao gửi tới cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng thay lời cho cô dâu và chú rể đón nhận những món quà ngày hôm nay của các anh các chị, và xin chúc cho các anh chị cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Ngay trong tim đã có nhau trong đời, một mối chia nhau tình yêu còn mãi. Và tiếp tục chương trình trao quà, chúng tôi cũng xin được đón nhận tình cảm của anh Tuân, đó chính là anh con nhà bác của cô dâu Thanh Thu, sẽ không trở về sân khấu để trao tặng món quà từ cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Xin chào, kính mời anh ạ. Ok, cầm vâng ạ, chúng tôi xin được tiếp nhận cũng như trân trọng cảm ơn anh Tuân rất nhiều ạ. Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, và một điều đặc biệt tiếp theo ngày hôm nay, cô dâu và chú rể được đón nhận, chúng tôi xin được chào đón lên sân khấu món quà tình cảm của bố mẹ nuôi và các anh các chị của cô dâu sẽ cùng trở về với sân khấu để trao tặng món quà này tới cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ. Bé ơi. Bố mẹ của chú rể cũng đã trở về sân khấu để trao gửi những món quà tới cô dâu và chú rể xin được tiếp nhận cũng như cảm ơn rất nhiều cha mẹ đã luôn luôn đồng hành với chúng con với hạnh phúc và niềm vui này. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Xin quý vị ra dành những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cảm ơn cha mẹ thiêng liêng của cô dâu Thanh Thu ạ. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều, và chúng con cũng xin được đón nhận món quà tình cảm của các bác, các cô, các chú, các dì của cô dâu Thanh Thu sẽ cùng trở về sân khấu ngày hôm nay trao tặng những điều tuyệt vời tới tân lang tân gia nhân Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng cảm ơn cha mẹ thiêng liêng của cô dâu Thanh Thu đã trao gửi những điều thật tuyệt vời và ý nghĩa ngày hôm nay, đã luôn đồng hành cùng hạnh phúc và tình yêu của Thanh Thu và Nguyễn Hoàng. Chúng con xin được thay lời cho đôi bạn trẻ, xin được trân trọng cảm ơn bố mẹ thiêng liêng của Thanh Thu. Xin được chúc cho hai bác cùng với gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, năm khang và thịnh vượng. Xin được chúc mừng cho gia đình ngày hôm nay ạ. Của cô dâu Thanh Thu, những ai còn có quà muốn trao gửi tới cô dâu và chú rể sẽ cùng khẩn trương trở về phía trung tâm sân khấu để trao tặng tới cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Vâng ạ, chúng con xin được tiếp nhận cũng như xin được chúc sức. Kính thưa các cụ, câu, các bà, cùng cô dì, chú bác, bên họ nhà gái, thưa toàn thể hội hôn, cho đến giờ phút này, nghi thức xin dâu đã được các cụ hai bên nhà trai, nhà gái trao đổi, nhà gái đã chấp thuận. Giờ đây, thay mặt cho phái đoàn nhà trai, một lần nữa, tôi xin phép các cụ, các ông, các bà, cùng cô dì, chú bác, xin phép họ nhà gái để cho phái đoàn chúng tôi được chính thức đón cháu Thanh Thu trở về nhà trai. Chúng tôi xin kính mời một số đại diện của họ nhà gái đồng hành cùng chúng tôi đưa cháu Thanh Thu trở về nhà trai, tiếp tục tổ chức hôn lễ cho hai cháu Văn Thắng và Thanh Thu. Trước khi lên đường, thay mặt cho phái đoàn nhà trai, tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cùng cô dì, chú bác, cảm ơn họ nhà gái đã dành cho đoàn chúng tôi sự đón tiếp rất chu đáo, chân thành và cởi mở. Tôi xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, cùng cô dì, chú bác, kính chúc họ nhà gái cùng toàn thể hội hôn mạnh khỏe, vui tươi và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Thưa quý vị thân mến, và đó chính là những ý kiến phát biểu, những lời cảm ơn chân thành của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai đã dành tới tất cả những sự tiếp đón nồng hậu và bầu không khí tuyệt vời ngày hôm nay tại gia đình họ nhà gái, và tất cả quý vị chúng ta đã dành tặng cho đôi bên gia đình. Thưa quý vị thân mến, và theo như lời mời trọng thị của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai, thì có lẽ giờ phút này đây, giờ thanh long hoàng đạo, giờ lóng gạo và nhiều tiền đã đến rồi ạ. Chúng ta xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng khởi thân đứng dậy, cùng tiếp bước với chuyến xe hòa hạnh phúc của cô dâu và chú rể, sẽ đưa chân cô dâu và chú rể của chúng ta trở về với tư gia của gia đình.
họ nhà trai để chính thức tổ chức lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ tại tư gia hạnh phúc của gia đình họ nhà trai. Ngay lúc này đây, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị ạ. Chúng ta sẽ cùng tiến bước đứng dậy để trở về với tư gia phố lộ Trịnh Thượng Lộ, bình an ngập tràn những niềm vui, niềm hạnh phúc. Chúc cho nghi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ tại tư gia của gia đình họ nhà trai sẽ được diễn ra thành công và tốt đẹp. Và một lần nữa, xin được chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin kính chúc quý vị và gia đình một năm mới vạn sự như ý. Rồi, ok rồi, như thế thôi. Rồi, xong rồi, 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 rồi. Xe bình yên trên đời diệu quang, người được Thiên Chúa phong ban phước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền Cha đã giữ gìn thanh thân, giáng sinh hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành là bản thân sanh. Sống trên nơi trần ai, người hằng chiêm ngắm tôn nhan Chúa Trời ngôi ai. Dám xin Cha lành cho chúng con đầy ở thế, vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành là bản thân sanh đức như người soi chiếu muôn nghìn đời, nguyện cho con nói dấu người biết để sau được tình phúc hồ biển. Quyền Cha Thánh Cô Xe chỉ linh chỉ ảnh nhân đức Cha rạng ngời soi chiếu muôn ngàn đời để sau được vinh phúc vô biên. Người được Thiên Chúa
thành thật, dám xin hộ phù toàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha chi nhân chi lạy, là bạn thành sách đức như chi. Nhân đức Cha rằng người soi chiếu muôn nhìn đời, nguyện cho con nói dấu người Cana, khi đôi lứa y a chung đường, Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng ly rượu chúc hôn, Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui, Ngài ban ơn thiêng nỗi tình người, Ngài thánh hoa đời lứa. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên, nương tay vọng đón lời ru hời. Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha. Ngài 30 năm thấy thuận hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Đẹp lung linh trăm năm mãi có ta có mình, dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi an vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi mây mở trời Cana, đôi chim trắng vút bay giữa trời. Chúa nhìn theo môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giêsu nối đường đời,
dìu đưa trăm lối ngàn nơi. Người Tây trong tay bước tuyệt vời về đến cõi trời thăm hồng tươi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mai nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hoa tiếng ca. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mai nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hoa tiếng. Người thương thương yêu hồn
Kính thưa các quý vị quý khách, thưa toàn thể quan viên hai họ, người Công giáo tin rằng Thiên Chúa điều khiển mọi sự, đặc biệt là chuyện của con người. Chuyện nhân duyên của các cháu hôm nay cũng do Thiên Chúa an bài. Thiên Chúa đã ban sự sống cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng con, để các ngài truyền lại cho con cháu. Thiên Chúa ban cho các ngài những ân huệ dư đầy để chúng con được thừa hưởng những hạnh phúc ấm êm, để nhận biết tôn thờ phụng sự Thiên Chúa. Hôm nay ngày hạnh phúc trăm năm của hai cháu và gia đình, phải dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Vâng, trong niềm vui đặc biệt hôm nay, giờ đây xin mời các quý vị hãy hiệp ý với hai cháu và gia đình, xin dâng lên Chúa lời kinh nguyện sau đây. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thánh Cha và sáng đưa Cha đến đi Cha thể dưới nơi cũng như trên trời, xin tha cho chúng con được thơ hoàng thầy và tha đưa chúng con như chúng con cùng tha có đưa chúng con xin chớ để chúng con xa cho cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho hỏi sự giữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn của Đức Chúa Trời ở cùng bà, có cùng là ơn mọi người Đức Bà Giê-xu con đồng bà cùng cũng là Thánh Maria. Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong thời năm tớ. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như là có trước, có cùng và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Hai cháu rất thông minh. Thế là các cháu đã thực sự bước vào cuộc sống mới, cuộc sống gia đình với nhiều niềm vui an ủi, nhưng cũng rất nhiều thử thách phía trước. Các cháu hãy ghi nhớ và thực hành những lời khuyên bảo tốt đẹp của mọi người, của cha mẹ đôi bên, để làm cho gia đình được mẹ hiểu hạn, để đền đáp công ơn cha mẹ đã nuôi dạy gia đình với mọi người xung quanh. Sự có mặt giải thảo của hai bên gia đình. Vâng, quý vị, chúng tôi chào mừng tất cả lớn để chúc mừng các cô và chú rể với quý vị. Vâng, mời các cháu mời nước. Và món quà là gì xin mời hai bạn cũng sẽ thể hiện nhé. Cảm ơn tới tất cả mọi người đã đến và chung vui để mừng phúc cho mọi cháu em và cháu. Thì sau đây chúng cháu xin cảm ơn mọi người và tặng hát một hát bài hát có tên là Cơn Mưa Tình Yêu.
để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Thì giờ phút này đây chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị, đó là bố mẹ của chú rể cũng như là bố chú rể ngày hôm nay và mẹ của chú rể đặc biệt, đó là bố cô dâu ngày hôm nay cũng có sự hiện diện ở đây và cả mẹ nuôi cô dâu nữa. Bây giờ quý vị dành 100 con tay thật lớn để cùng chào đón sự hiện diện của hai bên gia đình được không thưa quý vị? Bố tay thật lớn đi ạ. Rồi tuyệt vời. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên bố mẹ của chú rể đi ạ, lên đây để ra mắt tới tất cả quý vị nhà gái chúng tôi, cũng như là xin được mời bố của cô dâu và mẹ nuôi cô dâu là
mẹ nuôi là mẹ Phạm Thị Bình ạ. Xin mời mẹ Phạm Thị Bình là mẹ nuôi cùng với bố Phạm Văn Giáp ạ. Xin mời quý vị cùng lên sân khấu để ra mắt tới tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Dạ, xin được mời ông bà, đó là bố mẹ của chú rể cùng lên sân khấu để chúng tôi sẽ giới thiệu để tất cả mọi người ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng ra mắt và chào đến tất cả mọi người ạ. Tiếp theo, vâng, xin được mời bố của cô dâu ạ. Mời bố là ông Phạm Văn Giáp ạ. Xin mời bố Giáp cùng với mẹ nuôi là mẹ Phạm Thị Bình cũng sẽ ra sân khấu để chúng ta sẽ cùng đến với các nghi thức tiếp theo được cô dâu và chú rể thể hiện tại sân khấu trong ngày hôm nay. Vâng, quý vị thân mến, lại một tràng tay thật lớn cho những người trên sân khấu của chúng tôi được không ạ? Quý vị ơi! Ơi, đây rồi, đây rồi. Rồi, chuẩn bị lần. Rồi. Quý vị ơi, thẳng đúng lên. Đấy. Okay. Bố của chú rể là ông Nguyễn Văn Thiệu và bà là bà Nguyễn Thị Kim Tứ. Chúng tôi xin phép được cúi chào và các bác toàn thể quý vị. Vâng, cúi chào bác tay thật lớn quý vị. Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn giờ phút này đây, cô dâu của chú rể họ đã chính thức trở thành vợ chồng và đã trao nhẫn cưới tại nhà thờ trước sự chứng kiến của tất cả mọi người và cái lễ rất là long trọng. Thì bây giờ các bạn sẽ được đón nhận những món quà rất là ý nghĩa để vun vén cho hạnh phúc của hai bạn. Và đầu tiên ạ, xin được mời đó là bố nuôi của chú rể. Và bố nuôi ngày hôm nay cũng sẽ có những món quà dành cho bạn. Xin được mời bố nuôi của chú rể ạ sẽ cùng lên sân khấu. Bố là bố đứng đầu cũng có một món quà gì tặng hai con. Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ tiếp tục sẽ là những món quà để vui vẻ tình yêu cho hai bạn. Xin được mời đó là em gái của chú rể. Em gái ngày hôm nay cũng có những món quà dành tặng cho anh chị của mình. Xin mời em sẽ lên sân khấu để trao món quà. Một món quà rất là ý nghĩa để chúc mừng cho tình yêu của anh chị. Và đứng vào chụp ảnh nào. Rồi xin mời những ảnh ra cũng sẽ chụp ảnh cho gia đình. Mẹ của chú rể cũng đã có những món quà rất là ý nghĩa và đã chuẩn bị rất là lâu rồi từ ngày hôm nay đến cái giờ phút này. Chúc mừng cho người con dâu của mình cũng như là con trai của mẹ đã chọn được người vợ hiền, vợ thảo và sẽ là món quà dành tặng cho hai con. Bây giờ nha, hai bạn đã được đón nhận những món quà rất là ý nghĩa. Thằng gái cũng như là dành riêng cho hai bạn. Và bây giờ hai bạn sẽ cùng đến với nghi thức đầu tiên, đó là cắt bánh tình yêu. Xin mời hai bạn sẽ cùng tay trong tay, chúng ta sẽ cùng cắt bánh tình yêu. Và xin mời hai bạn, bố mẹ sẽ đứng tại sân khấu để lát nữa sẽ cùng nhận rượu. Các con sẽ dâng rượu tới bố mẹ. Và bây giờ chúng ta sẽ đứng tại sân khấu để cùng chứng kiến ạ. Vâng. Rồi xin mời hai bạn sẽ cùng tay trong tay cùng trải nghiệm trong cuộc sống lứa đôi. Và thưa quý vị, chiếc bánh để biểu tượng cho sự ngọt ngào, cho sự đong đầy. Và cô dâu của chúng rể cũng mong rằng sẽ sớm có tin vui, đó là những thiên thần cũng sẽ sớm được chào đời, giống như thành quả là hạnh phúc của tình yêu lứa đôi của chú rể Nguyễn Thắng và cô dâu Phạm Thu. Rồi, cảm ơn hai bạn với nghi thức cắt bánh tình yêu. Tiếp theo anh cùng đến với ly tháp sông banh dành cho các bạn. Tiếp tục đó là rót rượu sông banh thưa quý vị. Tình yêu sẽ luôn bằng đồng và gắn kết. Và đây sẽ là một tiếng nổ thật lớn để chúc mừng cho hai bạn. Chuẩn bị, vâng. Xin mời tiếng nổ càng lớn, hạnh phúc càng đắc đẩy. Xin mời. Wow. Rồi. Rồi, xin mời hai bạn sẽ cùng tay trong tay, chúng ta sẽ cùng rót rượu. Ngày hôm nay chúng ta đang chứng kiến đó là những ly rót rượu của chúng tôi đang được cô dâu và chú rể cùng tay trong tay đồng hành, giống như sự thăng hoa của tình yêu đang nói đang tỏa lên. Mong rằng tình yêu của họ cũng sẽ luôn mặn đồng và sự hòa hợp giống như dòng thác tuôn chảy, thanh tâm hồn sẽ có chung sự đồng cảm và hai trái tim
sẽ có chung cùng biệt đậm. Họ sẽ cùng với nhau và đối ứng với người con của mình. Đó chính là một cái ngọt của hạnh phúc, cũng là sự thuận hòa trong gia đình. Và tiếp theo, một trận sân bay nữa, chúng ta sẽ cùng thực hiện cùng với nhau. Để ngày hôm nay, chúc sinh nhật của quý vị thì các bạn cũng đã có những kỷ niệm thật đẹp và những nghi thức thật là ý nghĩa để vui vẻ và chúc phúc cho tình yêu của hai bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với lý sân bay với Rượu. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng chất vào từng ly rượu của chúng tôi để cùng chuẩn bị, và chúng ta sẽ dâng rượu tới cha mẹ và dâng rượu tới đấng bậc sinh thành. Vừa lúc nãy thôi thì cô dâu và chú rể đã cùng nhau làm lễ gia tiên. Đó cũng là một cội nguồn của người Việt Nam chúng ta, uống nước những nguồn, ăn quả những kẻ trồng cây. Có được niềm vui ngày hôm nay thì không thể không kể mới đó là công ơn sinh thành của cha mẹ. Cây có cội mới sinh cảnh xanh lá, nước có nguồn với biển cả sông sâu. Và cô dâu và chú rể chúng ta luôn nhớ và khắc ghi ý nghĩa hạnh phúc của ngày hôm nay, cũng như đã thắp nén hương trầm để tưởng nhớ gia tiên. Còn giờ phút này hãy dâng tới cha mẹ đó là những ly rượu của sự hiếu kính của những người con. Mời cô dâu sẽ dâng rượu tới bố mẹ chồng nha. Vâng. Và chú rể sẽ dâng rượu tới bố mẹ của cô dâu. Sau đó các bạn sẽ nhận lấy đó là ly rượu của mình. Đấy chính là ly rượu mừng hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng nâng ly. Thưa quý vị, ở khúc nhạc xin phép hô 1, 2, 3 và đại gia đình chúng ta sẽ cùng hô vang 4 từ đây ạ. Chúc mừng hạnh phúc. Được ạ, quý vị sẵn sàng chưa? Quý vị hô càng lớn thì hạnh phúc của họ càng đông đầy ạ. Lẽ ra là nâng ly cơ, nhưng lát nữa ly ở ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ hô là chúc mừng hạnh phúc quý vị nhé. Mời cả nhà cùng nâng ly ạ. Cả nhà cùng nâng ly. Chuẩn bị nhé, chúc mừng hạnh phúc thật lớn quý vị nhé. 1, 2, 3. Chúc mừng hạnh phúc. Rồi cùng cùng ly nào, cùng cùng ly cho sân khấu nào. Tuyệt vời. Cùng cùng ly, chúc mừng cho không ra. Chúc mừng cơ dâu và chú rể. Cơ dâu chú rể hãy uống rượu sao bôi nào. Còn sân khấu sẽ là lớp ca sĩ của chúng tôi sẽ biểu diễn. Trước ban thờ đôi tân hôn đến trao lời ước ân tình. Ở trong bạn đã từng là tên sang đền lung linh, hương thơm ngát cánh hoa tươi xinh. Hai người hiệp lời nguyện. Hello hai em. Cho tình mình được đẹp. Xin Chúa chứng nhận và giao ban hôn. Từ đây là người nam sẽ bỏ cha mẹ để nên một cùng người yêu trong lòng ân Thiên Chúa. Hôm nay trước ban thờ đôi tân hôn đến trai con Chúa sinh ra. Anh nên sang nền lung linh, hương thơm ngát cánh hoa tươi xinh. Hai người lời nguyện cầu cho tình yêu đẹp hơn xinh đẹp lâu.
nhật Chúa ngôi hoàng, sinh nhật đấng thiên. Mời Hồng Nhung hải ngoại về đây. Và xin mời chị Hồng Nhung ạ. Và chị Trang chọn được bài chưa ạ? Chị Trang ơi, chị chọn được bài chưa? Ok. Rồi. 15 năm đợi chờ. Rồi, xin mời chị 15 năm đợi chờ. Rồi. Em ơi, 60 năm cuộc đời cơ mà. Có 15 năm đợi chờ có sao đâu. Rồi, chị Hồng Nhung ơi, chị Hồng Nhung. Một đời ghi dấu những ân tình thề hứa ban đầu.
xa xăm, tình dần miên man, tình luôn tươi thắm, chưa dặn dịu tình người đến trăm năm. Xin cho vợ hiền mãi mãi trọn niềm, yêu chồng mến con đem niềm vui lấp ưu phiền. Xin cho từng người suốt quãng đường đời lần theo chân Chúa làm nguồn vui lứa tôi. Xin cho từng người suốt quãng đường đời lần theo chân Chúa làm nguồn vui lứa đôi. Bao buồn vui xin dâng mẹ dì bao lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trời. Đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh. Mẹ chính là nữ vương, là trạng sư, là mẹ con. Con dâng mẹ đầy tâm hồn, đầy trí khôn, cả dĩ vãng, cả hiện tại với tương lai. Đức Thiên Toàn, con cương quyết gắng đi tới. Hướng lên mẹ là gương mẫu của đời. Mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh. Mẹ chính là nữ vương, là trang sư, là mẹ con. Yêu thanh bình, yêu vâng lời, yêu khiết trinh, và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa. Con mẹ, con vui bước tới Thiên Chúa, hy sinh nhiều vì bác ai quên lời dạy. Xin dâng mẹ bao buồn vui, xin dâng mẹ dì bao. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh. Đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh. Mẹ chính là nữ vương, là trang sư, là mẹ. Con nguyện cầu, con trung thành, con quyết tâm. Mẹ nhận lấy cả tâm hồn kính dâng lên. Sống bên mẹ muôn ơn thánh giúp con tiến. Xin che chở giờ sau hết qua trần gian. Chúa mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời sau. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh.
mẹ chính là nữ vương, là tràng sư, là mẹ con. Xin dâng mẹ bao buồn vui, xin dâng mẹ dì bám và thương lai. Cho con người bạn đường sống như bạn đời, xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời, xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu, cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình, xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Cho chàng dám lao muôn trùng, luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình, xin cho nàng vui trong ước nguyện, xứng đáng mẹ hiền, biết hy sinh đưa dẫn đàn con sống theo tình yêu. Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình, mãi tương lai một cuộc đời thắm hương
thương trọn tình. Xin cho chàng vui quên thân mình, nâng đỡ gia đình, sống thanh cao gương mẫu người cha thiết tha hiền hòa. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Lại sau những năm tháng mệt nhoài, cứ vui tươi cười hoài, đời giống như bức tranh thêm màu sắc tươi. Đoạn đường kia phù lắm trong gai, gió xưa vui bờ tương lai đang chờ. Thì anh xin nguyện yêu em dù có thế nào. Nàng hương hoa tỏa khắp những giang, nàng khi nhẹ nhàng chờ em đến. Thời gian sẽ mãi ngưng lại, sẽ mãi cho em tình yêu, mãi cho em bài ca, mãi cho em những điều đẹp nhất trên đời. Ngàn vì sao sẽ minh chứng tình anh gửi em. Mong đến khi ta gặp nhau, những đi hợp tầng em, trái tim sẽ chung nhịp từ phút giây này. Mong ta mãi bên nhau, nguyện sẽ không thay đổi lòng. Bạn tình ơi, ơi bạn tình ơi, sông vỗ miên màng bạn tình ơi, sưởi ấm trong nắng chan hòa. Bạn tình ơi, ơi bạn tình ơi, ta sẽ đây sẽ đón em về nhà. Bạn tình ơi, ơi bạn tình ơi, sẽ không rời xa. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, thương anh em không đổi dời nên đừng nói chuyện buông lơi. Nhà anh thì ở xóm dưới, còn em ở bên kia sông. Quê em thì chẳng có gì ngoài đặc sản cá cua đồng. Anh chịu làm chồng em không, nói để em còn chờ mong. Thành thị bông ba mệt lắm, thôi ở lại cùng em vuông trồng. Em đã đến tuổi cưới chồng nhưng chỉ chờ đợi anh qua. Ba em thì cũng không khó, chỉ cần anh mang lễ đến nhà. Cây nào rồi cũng lớn lên, chờ đến ngày đem bông kết quả. Em cua anh cả năm rồi, chẳng chờ gì anh không mệt hả? Lại sau những năm tháng mệt nhoài, cứ vui tươi cười hoài, đời giống như bức tranh thêm màu sắc tươi. Đoạn đường kia phù lắm trong gai, gió xưa vui bờ tương lai đang chờ. Thì anh xin nguyện yêu em dù có thế nào. Nàng hương hoa tỏa khắp những giang, nàng khi nhẹ nhàng chờ em đến. Có em bên đời thấy ôi sao mình, mong thời gian sẽ mãi ngưng lại, sẽ mãi cho em tình yêu, mãi cho em bài ca, mãi cho em những điều đẹp nhất trên đời. Ngàn vì sao sẽ minh chứng tình anh gửi em. Mong đến khi ta gặp nhau, những đinh hôn tặng em, trái tim sẽ chung nhịp từ phút giây này. Mong ta mãi bên nhau, nguyện sẽ không thay đổi lòng. Bạn tình ơi, ơi bạn tình ơi, sông vỗ miên màng mây nhẹ nhàng. Bạn tình ơi, ơi bạn tình ơi, sưởi ấm trong nắng chan hòa. Bạn tình ơi, ơi bạn tình ơi, ta sẽ đến sẽ đón em về nhà. Bạn tình ơi, ơi bạn tình ơi, sẽ
ấm trong nắng chan hòa. Bạn tình ơi, ta sẽ đến sẽ đón em về nhà. Bạn tình ơi, bạn tình ơi, sẽ không rời xa. Chứa trên đời con.
một bông hoa trắng trong vườn yêu Adam nhẹ nâng, một bông hoa thắm e và ngắt dâng cho người yêu. Chúa đã kết liên, con nguyện ước không khi phân lìa. Tình yêu một đời sẽ thắm nồng và mãi chung trên. Để bơm hồng tình yêu Chúa cho phong duyên tình thắm nồng. Dẫu trong bể dâu Chúa chúc lành tình mãi kiên trung. Yêu nhau trong Chúa, trong tình mến yêu muôn người thiết tha. Dù năm tháng phai nhòa, cùng Chúa đi tình vẫn nồng. Làm sao vui mãi như ngày hôm nay trong tiệc mừng. Làm sao vui mãi như ngày cưới hoa thơm dịu hồng. Lúc nắng khi mưa, ân tình cũng trôi theo dòng đời. Chỉ biết trông cậy Chúa chính nguồn tình ai vững bền. Để bơm hồng tình yêu Chúa chúc phúc duyên tình thắm nồng. Dẫu trong bể dâu Chúa chúc lành tình mãi kiên trung. Yêu nhau trong Chúa, trong tình mến yêu muôn người thiết tha. Dù năm tháng phai nhòa, cùng Chúa đi tình vẫn nồng. Sẵn lòng chịu những hy sinh. Để bơm hồng tình yêu Chúa chúc phúc duyên tình thắm nồng. Dẫu trong bể dâu Chúa chúc lành tình mãi kiên trung. Yêu nhau trong Chúa, trong tình mến yêu muôn người thiết tha. Dù năm tháng phai nhòa, cùng Chúa đi tình vẫn nồng. Tình yêu Thiên Chúa trong tiệc thánh xin ở cùng con. Nguyện xin liên kết trong mình máu Chúa một lòng son. Có Chúa yêu thương gia đình sẽ ấm êm trăm chiều. Điểm thắm cuộc đời xây nước trời bằng chính yêu thương. Để bơm hồng tình yêu Chúa chúc phúc duyên tình thắm nồng. Dẫu trong bể dâu Chúa chúc lành tình mãi kiên trôi. Yêu nhau trong Chúa, trong tình mến yêu muôn người thiết tha. Dù năm tháng phai nhòa, cùng Chúa đi tình vẫn nồng. Yêu nhau trong Chúa, trong tình mến yêu muôn người thiết tha. Dù năm tháng phai nhòa, cùng Chúa đi tình vẫn nồng.